Wow, có đèn nữa nha các bạn. Rất là hay này. Nhưng mà anh này không biết chạy các bạn ơi. Anh này chỉ bắn tài còn nằm im các bạn ạ. Không chạy được. Wow, một chiếc xe tăng màu nâu rất là đẹp luôn. Ui, xe tăng này xe tăng bánh xích nha. Đây có rất là nhiều bánh xe này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bánh xe này. Wow, đúng rồi này các bạn ơi. Đây là một bộ đồ chơi. À, bộ đồ chơi những chú chó cứu hộ nha. Mấy chú đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, đây là một chiếc xe khủng long, chở khủng long luôn. Ok, lên đường. Lên đường thôi, đi thôi. Ui, xe này đi giật luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta hãy cùng theo chân bạn xe Poly này đi tìm kiếm những chiếc xe đồ chơi nha. Rồi, chúng ta let's go nào, đi thôi. Wow, các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi này. Ui, đây có một chiếc máy bay, một chiếc xe tăng này, rồi một chiếc xe chở pháo này. Ui, đây một chiếc máy bay này. Còn đây là cái gì đây? Wow, giống một anh siêu nhân các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra xem rốt cuộc là cái gì nhé. Wow, đây là một anh siêu nhân các bạn ơi. À, nhìn rất là dễ thương này. Anh này đang cầm một cái súng nha. Wow, bắn đung. Wow, rất là hay luôn các bạn ơi. Đây, để mình xem nào. Ôi, anh này chạy pin các bạn ơi. Anh này chạy pin này. Bây giờ để mình kiếm cục pin mình gắn vào nha. Rồi, mình vừa mới gắn cục pin cho anh siêu nhân này nha. Bây giờ mình sẽ bật cái nút này xem anh có chạy không nha. Wow, hay quá các bạn ơi. Ui, anh đang bắn này. Chạy đây. Wow, có đèn nữa nha các bạn. Rất là hay này. Nhưng mà anh này không biết chạy các bạn ơi. Anh này chỉ bắn tài còn nằm im các bạn ạ. Không chạy được. Chúng ta tiếp tục khám phá những chiếc xe này nha. Ui, đây là một chiếc máy bay này các bạn. Đây là bộ sưu tập đồ chơi quân sự nha. Đây. Đây là cái máy bay này. Cái máy bay này máy bay trực thăng nha các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn, máy bay màu vàng này. À, chỗ này là có cái chữ gì đây? Power. Xe này là rất là mạnh mẽ nha, máy bay này. Rồi mình cho nó bay thử nha. Vun. Wow, cái cánh quạt quay rất là nhanh nha các bạn ơi. Úi chà. Ôi không được rồi. Cái cánh quạt nó bị rớt ra rồi. Bây giờ mình gắn lại nha. Ok. Wow, rồi ok này, rồi bay thôi. Đây, đây là một chiếc xe tăng này các bạn này. Wow, một chiếc xe tăng màu nâu rất là đẹp luôn. Ui, xe tăng này xe tăng bánh xích nha. Đây có rất là nhiều bánh xe này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bánh xe này. Thêm một bánh xích, hai bánh xích nữa. Wow, rất là đẹp luôn. Ok, để mình cho nó chạy nha. Đây, còn đây là cái xe gì đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe chở này, chở pháo này các bạn ơi. Pháo này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, có 8 quả pháo nha. À, cái xe này là xe quân sự nha các bạn. Có biển mã số là 326 luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó chạy luôn. Rồi còn đây là cái gì đây? Wow, đây là một chiếc máy bay. Đây là một cái máy bay chở khách nha. Này, máy bay chở khách. Và động cơ nó có 4 cái động cơ luôn. 1, 2, 3, 4 động cơ. Rất là mạnh mẽ đấy các bạn ạ. Máy bay này là máy bay màu đỏ luôn. Ok, rồi cho máy bay chạy thôi. Rồi chúng ta tiếp tục đi tìm kiếm những chiếc xe đồ chơi thôi nào. Đi thôi, let's go. Wow các bạn ơi, đây là một chiếc xe Ben đang chở rất là nhiều xe đồ chơi này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá nha. Vinh. Ui, đây. Ui, đây là chiếc xe gì đây? Và đây là một chiếc xe robot biến hình các bạn ạ. Đây, robot biến hình. Đây là xe gì đây? Racing các bạn nha. Nhưng mà cái dòng này là dòng McQueen nha. Ok, rồi, cho xe McQueen chạy thôi. Rớt luôn rồi các bạn ơi. Rồi, đây là cái xe gì này? À, đây là một chiếc máy xúc lật. Rất là đẹp lắm các bạn ơi. Xe này để mình xem nào, hình như cũng là dòng biến hình đấy. Wow, xe dòng biến hình nhé các bạn ơi. Biến hình robot này, rất là đẹp luôn. Ok, đáp lại nha. Rồi, lên đường chạy thử thế nào. Đây, là cái xe gì nữa đây? Wow, một chiếc xe cảnh sát poli.
Xe cảnh sát poli này có gương mặt rất dễ thương này. Và ui, biến đổi được gương mặt nha các bạn, rất là hay luôn này. Rồi ok, chạy luôn thôi. Một chiếc xe McQueen màu vàng chạy thôi. Rồi một chiếc xe trộn bê tông lên đường thế nào. Đây xe gì nữa đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe bồn chở nước nha. Rồi tiếp tục lên đường thôi. Rồi đây là một chiếc xe gì đấy các bạn? Đây là một chiếc xe tải nha. Xe tải cọc này. Xe tải này không biết là chở cái gì đây, nhìn rất lạ luôn. Ok lên được. Đây, đây là một chiếc xe khủng long, chở khủng long luôn. Ok lên được. Lên được thôi, đi thôi. Ui, xe này đi giật luôn các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải. Xe này là chở đất chở cát nha. Để chó chạy cho nào. Rồi và đây là một chiếc xe gì nữa đây? Đây là một chiếc xe tải cần cẩu nha các bạn. Đây có cần cẩu này, rất là đẹp luôn. Ok cho chạy luôn ạ. Wow. Rồi chúng ta tiếp tục đi chơi nào các bạn ơi. Đi thôi. Wow các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có hai cái xe đang làm việc này. Đây một cái máy xúc nha. Đây máy xúc màu vàng rất đẹp luôn. Còn đây là một chiếc xe cẩu múc cát. Đây hai xe đang làm việc nha. Bây giờ mình sẽ giúp hai cái xe này múc đất múc cát ở chỗ này nha. Ui các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có cái gì này. Có cái gì dưới đống cát này, bây giờ mình sẽ bới ra nha. Wow, có cái gì đây, rất là to luôn này. Rồi, hình như là mình có chơi các bạn ơi. Bây giờ để mình lôi lên nha. Wow, đúng rồi này các bạn ơi. Đây là một bộ đồ chơi. Bộ đồ chơi những chú chó cứu hộ nha. Mấy chú đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, có 6 chú chó cứu hộ. Ok, bây giờ mình sẽ khui ra nha. Wow, rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Ở đây có rất là nhiều chú chó cứu hộ. Và có 2 cái xe con rất là đẹp luôn. Đây, ok, để mình khui anh nha. Đây là ai đây? Đây là Ruma. Bạn Ruma này, nhìn rất là đẹp nha. Bạn này cũng có cái gương mặt màu trắng này. Ok, rồi cho bạn đứng đây đây. Đứng đây nha. Rồi, tiếp theo, đây là bạn gì đây? Đây là bạn Rubble. Wow, bạn Rubble này. Nhìn rất là dễ thương, nhưng mà bạn này không phải màu hồng đâu. Tại sao đây là màu hồng này? Ok, rồi đứng đây nha. Tiếp theo. Đây là bạn gì đây các bạn ơi? Bạn này là có cái nón là cứu hỏa này. Bạn này là bạn là muscle nha. Đây bạn muscle nhìn rất là đẹp luôn. Ok. Đứng đây. Đây tiếp theo bạn gì nữa đây các bạn ơi. Ui tới cái nón của bạn này rồi. Bạn này là có cái nón cảnh sát này. Đây cái mũ cảnh sát. Mũ cảnh sát các bạn ạ. Bạn là bạn chay. Wow bạn chay. Go. Rồi nằm đây. Đây là bạn gì đây? Bạn này có màu đỏ rất là dễ thương luôn. Ui bạn này có mái tóc dài nha. Bạn này là bạn Sky. Wow bạn Sky nha. Ok đứng ra đi. Đây tiếp theo. Bạn gì nữa đây? Bạn này là bạn Rocky. Wow Rocky này. Ok nhìn rất là dễ thương này các bạn. Bạn này có cái nón màu vàng này nhìn hay chưa. Ok. Đây ở đây còn có 2 cái xe này các bạn. Wow 2 cái xe ô tô này nhìn rất là đẹp nha. Xe này có cái mã số gì đây, 168. Xe này có 168 luôn. Nhìn rất là ngầu các bạn. Rồi ok, mình đã khui xong cái bộ đồ chơi này rồi. Rất đẹp luôn nha.